Làm thế nào khi luật thư viện ra đời sẽ thúc đẩy được ngành thư viện phát triển một cách mạnh mẽ? Đó là vấn đề được nhiều đại biểu bàn luận tại buổi đóng góp ý kiến cho dự án luật thư viện được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức vào chiều 16 tháng 9. Theo đại diện trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, hiện nay một số thư viện ở tỉnh Kiên Giang đang hoạt động cầm chừng vì có rất ít người đến đọc sách. Góp ý vào nội dung dự án luật thư viện, ông Võ Văn Nhàn, Phó phòng đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho rằng luật cần chú trọng hơn công tác bồi dưỡng năng lực cán bộ thư viện, nếu đội ngũ này giỏi mới có thể thu hút được người đọc đến với thư viện. Làm sao tài mỗi thư viện người ta phát triển được cái nhu cầu đọc của con người, của học sinh, sinh viên nói chung, thì từ nhu cầu đó người ta mới đến thư viện. Thì như vậy cái đội ngũ cán bộ thư viện để thúc đẩy cái điều này cũng phải có năng lực, và cái từ năng lực đó, từ thực tế của cơ quan đơn vị mình thì vạch ra cái chương trình chi tiết, kế hoạch chi tiết trong từng thời điểm nhất định thì mới lôi kéo người đọc đến thư viện của mình. Một số đại biểu khác cho rằng muốn phát triển văn hóa đọc thì phải biết ứng dụng công nghệ thông tin. Thời đại 4.0, thư viện cũng phải 4.0. Muốn làm được điều này thì luật thư viện phải quy định rõ ràng để người dân có hứng thú hơn khi đến với thư viện. Chúng ta cũng nên chú trọng vào việc cái phát triển về loại hình thư viện số cũng như là thư viện điện tử. Hiện nay thì có rất nhiều cái tài liệu, không chỉ là tài liệu truyền thống mà còn là những cái tài liệu số. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên có những cái nguồn này, để đây là một cái nguồn tài liệu phong phú để cho mọi tầng lớp người dân nói chung là được hưởng thụ cái nguồn thông tin này. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, ghi nhận ý kiến của các đại biểu và cho rằng luật thư viện ra đời trong thời điểm này là rất cần thiết. Luật sẽ thúc đẩy ngành thư viện phát triển. Vì thế ý kiến của các đại biểu sẽ là nguồn tư liệu cần thiết để ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự án luật thư viện trước khi được Quốc hội thông qua.